thì cái bây giờ á là Đinh Lan á, Đinh Lan mà đi kiện á thì xin thưa á, là chưa có tới lượt Đinh Lan đi kiện. Bây giờ chị Hằng đi kiện thì được nha. Quay trở lại chị Hằng quốc kiện thì được, kiện dù tôi là tôn giáo, tôi là Phật tử đàng, tôi có giấy quy y đàng hoàng, trong giáo hội đàng hoàng tôi quy y là tôi có pháp danh đàng hoàng hết, tôi danh chánh ngôn thuận là cư sĩ của cái tôn giáo này. Còn cái ông này, mấy ông này nè, mấy ông kia là chửi chùa chiền thế này thế kia, là rõ ràng có video nè, ổng nói chống chế tùm lum hết trơn nè, ổng nói chùa chiền thế này thế nọ thế kia, ổng nói Phật như vậy Phật kia, Phật này Phật nọ, ổng nói kinh sách, ổng nói A La Hán, ổng nói chú Đại Bi, ổng nói mấy chùa trì, ổng nói tăng đoàn, ổng có bao nhiêu video đó, nó khui ra. Chị Hằng đâm đơn được chưa? Chị Hằng đâm đơn theo luật tôn giáo, anh không được quyền tự do tôn giáo, diện dẫn tự do tôn giáo để anh phá hoại tôn giáo người ta. À, chị Hằng đâm đơn là kiện là được, cho nên là chị Hằng phải đâm đơn kiện Đinh Lan, hiểu không? Đinh Lan học luật sư mà Đinh Lan nghĩ sao vậy? Tự nhiên quay trở lại nói tôi sẽ kiện chị Hằng vì cái tội là gây chia rẽ cái gì? Cái chuyện đó cộng đồng người ta đang để lưu lên trên mạng, trên cộng đồng người ta đã nói tan quan hết cho chùa chiền hết vậy. Bây chị Hằng đi tù mấy năm rồi, bây giờ là chị Hằng mới về, bây giờ mới về mới thấy sự tan quan như vậy, chị Hằng mới nói lên. Ủa sao cộng đồng nói vậy, nói rồi tùm lum cho chứng cứ nó vậy 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 nè. Rồi chị Hằng nói lên. Không? Thì chị Hằng là cái bên là có thể đi kiện cũng được nữa nha. Một số người á, là người ta nghĩ là chưa có kiện là chưa phải đúng thời. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện của chị Hằng là nữ hoàng của Rama thì các bạn biết rồi đó. Giống như là không có ai mà có thể khống chế được chị Hằng. Bây giờ fan của Bảy Màu và Rio đã dọa, đe dọa. Đinh Lan này cũng mới ngã sang fan Bảy Màu đây thôi mà đã dọa kiện rồi nha, ghê quá. Còn cái chủ trương mình cũng biết, chủ trương của đảng nhà nước là mình tạo ra khối đại đoàn kết, đất nước được an bình, trật tự trị an được đảm bảo, là kinh tế và chính trị nó phát triển, kinh tế nó phát triển, xã hội nó là được tốt đẹp. Đó là mình làm chuyện đó là tốt đẹp. Còn cái nhóm kia là bà thấy nó rõ ràng là nó kiếm chuyện, nó muốn cho xã hội rối ren lên thêm, nó muốn phá cho hôi, nó muốn phá cho banh, nó muốn đập phá tùm lum cho nó không muốn yên. Muốn yên thì nó ở nhà nó tu với thầy nó đi, và ông thầy nó là lui về ẩn tu đi, chứ ông thầy nó đi ra mà làm YouTube lên mà nói về chùa chiền làm gì. Các bạn thấy đó là cái nguyên nhân chính đó, cái vấn đề chính đó, cái cốt yếu đó, là nó cho cái quay phim để cho ông thầy nó lên bài đầu đi nói những gì khác biệt, để nói chùa chiền thế này thế nọ thế kia, nhận tiền không đúng rồi, tu thì không giải thoát, ông chủ trì không giải thoát thì ai giải thoát, đạo tràng sao giải thoát, rồi ông thầy ông chủ trì không giải thoát, rồi nói A-la-hán không biết gì, cảnh giới A-la-hán là sao không biết, ta biết hết nhưng mà ta buồn đó, chứng tỏ là tay này không có biết kinh sách gì hết á, đi nói về tôn giáo người ta, nói tôn giáo người ta mà lại không biết, rồi lại không biết nói Phật này Phật kia, rồi nói Phật Thích Ca là Phật A Di Đà, phỉ báng Phật phỉ báng pháp đấy, rồi lôi chú Đại Bi ra nói là tôn giáo người ta, tâm linh của người ta tụng chú, anh không tụng thì thôi, anh đừng nói là tụng cái đó, mình đi giết con quỷ mình ác, anh đừng có nói như vậy, không lẽ là nói người ta tụng bao nhiêu năm nay là nói người ta ác đấy, người đó đó, cái tay đó đó, đi hỏi cái tay đó đó là đi nói chùa chuyện người ta, nói trước bài đầu đó, là vấn đề đó đó, vấn đề lớn là cái nhóm đó nó bài đầu xong rồi đệ tử nó nhốn nhà nhốn nháo lên thù ghét giáo hội tăng đoàn, đệ tử của nó tự nhiên bây giờ này có thể gặp là hỏi mà tăng sàm tăng ác tăng kêu gọi không cúng dường, kêu gọi cúng dường là kêu gọi là muốn tiêu diệt Phật giáo đó, bạn thấy không, vọng động ghê chưa. Nhưng mà mọi người phải thức tỉnh, phải thấy ra được vấn đề đó, người tu người ta không làm chuyện vậy, người tu người ta không đi làm cái chuyện vậy đó. Đầu tiên đạo đức cơ bản là phải tôn trọng, đạo đức cơ bản là phải tôn trọng đạo người ta, anh tu kiểu gì kệ anh nuôi gì núi rừng tu đi, làm YouTube làm gì, bại đầu người ta đi chữa chùa chiền làm chi, rây gối là cái nhóm đó nó rây gối nó làm lên, chứ không phải là chúng ta là những người thấy cái sự rây gối đó, chúng ta tiếp thêm lời nói để cho họ buông hạ đồ đao, để cho họ quay đầu, mà phải thức tỉnh họ, chứ không phải mình lên đây mình ăn thua đủ họ, mình dùng này kia mình chửi bới họ, không có phải. Chúng ta là những cư sĩ mà có tâm đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với đạo pháp, chúng ta lên là chúng ta nói là có lý có tình, nói để đưa đến sự hòa hợp, nói để cho họ buông bỏ cái sự vọng động của họ, đừng có đi chửi nữa, không có cớ gì mà anh đi kiếm chuyện với người ta hoài. Ví dụ như chị Hằng bây giờ là không có thức tỉnh biết rồi cái sai mình là tu lỗi, tôi mới đi tù, tu lỗi tôi mới biết, mà tôi không biết cái lỗi đó là cái lỗi nữa, mà bây giờ tôi biết rồi thì đó là cái lỗi, tôi đi tù rồi đó là biết rồi, người ta biết rồi thì thôi, nghe không, bây giờ người ta biết cái lỗi của mình rồi mà bây giờ mình nhào vô mình đòi đi tố người ta là sao,
mình đang cố sát mình hay ra cái sự vọng động không? Phải là mình kiếm chuyện không? Mình hồi xưa mình phân tích là không phải mình binh chị Hằng, mình đã phân tích là nhiều cái lỗi của chị Hằng rồi. Những cái clip trước, những cái tháng trước, bây giờ chị Hằng đã công bố lên chủ nhật tuần qua là chị Hằng công bố như vậy. Thì mình nói là công bố như vậy là tuyệt vời. Mình vẫn bắt đầu mình nói là có sự là chuyển biến. Thì mình chuyển biến rồi thì mình là bạn, chứ không phải là theo cái kiểu thù hằn một mắt một con. Không phải mình nói mình ghét chị Hằng, hồi bây giờ bà tốt mà không được, bà phải cái gì xấu mới được. Bây giờ mình nói bà dân túy, bà có ý muốn là gì dân, gì dân, bà muốn làm nổi, làm màu, bà muốn làm quyền lực chứ, bà muốn nắm quyền lực mềm chứ, không? Cho nên là mình nói mấy cái clip vừa qua đó, bây giờ người ta đã chuyển biến rồi, thì mình phải bà đặt xuống chứ. Người ta chuyển biến rồi mà mình còn hầm hừ muốn là đi kiếm lỗi gì khác nữa, tôi phải thưa bà này chuyện gì nữa. À, bà này bây giờ nói ông kia phải không, bây giờ tôi thưa ổng ghi bả ghi chia rẽ kỳ giấy. Cái tâm mình vậy là không phải tri thức, không phải là cái người tri thức mà đem đến cái lợi ích cho đất nước, cho đạo pháp hay cho cái mọi người, cho cộng đồng gì hết á, mà là cái người nó có giả tâm đi gây rối như vậy. Thì đó là sự gây rối, mình kích động sự giả tâm của mình gây rối, mình không để cho xã hội yên, mình muốn đi tố người này tố người kia suốt, trong khi đó người ta đã thấy được cái sự chuyển biến của người ta quay đầu rồi, người ta quay đầu lại rồi, người ta thấy được cái lỗi của người ta rồi, người ta còn đi lên đó đính chính lại cho người này người kia, sợ người ta hiểu lầm ông mãi, rồi lên đó nói là đính chính lại cho xã hội nó đừng hiểu lầm ông mãi. Người ta đó làm được nhiều cái việc tốt như vậy thì mình phải ghi nhận, chứ không thể mình cố chấp này đứa này phải xấu thôi, không được, đứa này nó không tốt được, là lúc đó là cái tâm mình bắt đầu nó ngã nghiêng rồi đó. Bắt đầu là lúc đó là mình không có từ bi. Cũng giống như mình nói đó, ông thầy kêu vậy sao từ bi, ông thầy mà đi nói người ta, đi cướp chén cơm người ta để cho người ta không cúng dường. Bây giờ này bao nhiêu ông già bà cả trong chùa hộ pháp các bạn biết không, đói không có cái gì chi phí chứ, tại vì chùa Hồng Đa không cúng cho chùa nữa đó. Hồi xưa thì cũng tại ông đó, còn ông nói vậy thì bây giờ này chùa chuyện mới ra nông nổi như vậy. Các bạn thấy không, cái người từ bi người ta suy nghĩ trước, người suy nghĩ sau á, nói chuyện này nó ảnh hưởng tới người khác, tao không nói. Nói đặt chén cơm người ta mà sao tự bi được, cho dù chén cơm đó chân chánh hay không chân chánh, nhưng mà mình thấy là nói là đặt chén cơm người ta rồi đó, là mấy bạn so vô đi thử coi cái người đó có từ bi hay không, có từ tâm hay không, có upekkha hay không, hả? Có metta không, hả? Không có mấy cái tâm từ, mấy hạnh, mấy cái đại la ni đó. Trong khi đó là những cái người cư sĩ thôi, là người ta đã thực hành những cái phẩm hạnh cao quý, những phẩm hạnh, những cái đà la ni đó, là tôi khẳng định rồi. Cái người mà học đi trong cái hạnh Bồ Tát thì Bát Nhã thì ta học tới là lục độ ba la mật, là ta biết rồi, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ rồi đó, mấy cái thứ đó là cái ba đà la ni. Còn trong cái nhà mà người đi tu phải có tới 10 phẩm hạnh cao quý nữa, trong đó là cái phẩm hạnh là metta, tâm từ, rồi rải tâm từ ra. Mà mình nói như vậy là chống trái chống chế, mà mình ôm cái thánh thiện gì, mình tận chân chính, mình từ bi lắm, mình không có ác vậy đâu, rồi mình nói vậy sao được.